Rồi mình chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Giờ mình sẽ quay con máy cài răng đe các bạn. Đang bị lầy khá là nặng luôn, máy xới. Rồi mình xới ra nè. Máy xới các bạn, xới chuẩn bị xạ lúa hè thu rồi. Giờ bị lầy. Chưa cặp mấy giường luôn đó các bạn. Chân ma chuẩn bị giải cứu kéo lên các bạn, cũng bắt cây dữ lắm rồi kìa. Để mình lại gần gần mình coi cây luôn. Rồi lúc bánh trước luôn các bạn. Giờ mấy anh chuẩn bị đưa miếng cây xuống. Đây là cũng khá là chân ma các bạn. Này răng đe ha. Bánh bệnh nó nổi rồi, bánh bệnh nó nổi, đừng có chơi chim nữa. Nằm gửi hay ta? Dạ. Quên đe bị đúng rồi. Vô, mình vô xét rồi. Nó bị con, nó nhanh, giữ nhanh không được. Nó có thằng ngồi nó đâu. Mẹ tự, cái tình chung của nó. Kéo luôn rồi. Mẹ không lên máy theo. Lên bừng tiếp mới được. Quá trời mấy cái cây dữ. Mặt cán dữ rồi. Nổi rồi đó. Bắt cán nó lên đó. Mấy chú vậy? Sáng mấy cài này nặng như ta? Thôi cái gì lại mấy góc dừa có là im lắm. Xe cuốc nữa. Nhiều lai lắm đó. Xe cuốc. Cuộc sống thôn quê miền Tây. Em hả? Em ở dưới hồi sáng chứ đâu. Bạn điện. Ừ nó nhẹ rồi đó. Có mấy góc dừa này sợ. Lên bờ đi đấy rồi không rồi gớt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Báo giờ sới rồi các bạn chơi nha. Nghe nói mấy cái hàng giăng đe này nó bên nó nặng nhất cái gì chịu vậy chứ lóc dây nữa rồi đầu kéo luôn anh. Đó, lên. Rồi. Lên rồi đó, lên luôn rồi đó. Gỡ đi rồi lên luôn rồi. Hai cán kìa, lên què. Bỏ bây giờ cán, kéo đường lên luôn đó, lóc lên luôn á. Lên rồi. Sáng giờ hay vậy? Hôm giờ. Hôm giờ hả? Rồi giờ lên để các bạn bỏ ba cái cán ra là lên luôn rồi đó. Nhờ mấy gốc dừa. Nhờ mấy gốc dừa nè. Kéo đuôi hả? Rồi, mắc cán rồi.
gì nữa cho chắc ăn lên luôn. Rồi xong mới qua. Đây. Rồi mình xin kết thúc video nha các bạn.